Kệ tụ Tây Vương An Lạc Vương Tiêm Dân Chúng Sanh Đại Đạo Sư Ngã Kim Vang Nguyện Nguyện Vãng Sanh Di Nguyện Từ Bi Ai Nhiếm Thọ Nam Mô Liên Trì Ái Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Ái Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Ái Hội Phật Bồ Tát Nam mô Tam Phương Thượng Trụ Tam Bảo Nam mô Tam Phương Thượng Trụ Tam Bảo Nam mô Tam Phương Thượng Trụ Tam Bảo Kinh Lạy Đấng Thế Tôn Quy Mạng Mười Phương Phật Đấy Con Phát Đại Nguyện Trì Tụng Kinh Di Đà Trên Trên Bốn Ơn Đằng Dư Khổ Khổ Tam Đồ Những Người Thấy Nghe Được Đều Phát Tâm Bồ Đề Thân Hành Hành Trí Huệ Bảo tận này kết tu cùng sanh cõi cực lạc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Phật Pháp Thiên Diệu cần kỳ cao xa trăm ngàn vạn kiếp khó mà gặp được này con thấy nghe lai được thọ trì nguyện cầu thấu hiểu ý thần của Phật Nam Mô Liên Trì Ái Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Ái Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Ái Hội Phật Bồ Tát Phật nói kinh A Di Đà tôi nghe như vậy một thơ nó đứng Phật ở nơi vương kỳ tơ cầm cô độc nước xa về cùng với 1250 vị đại tỳ kheo có hỏi đều là bậc ca la hán mọi người đều quen biết như là trưởng lao xa lợi phân đại một kiền liên đại ca diếp ma ca chiên viên ma ca Bằng đà già nang đà la hầu la kiêu văn bà đề tăng đầu lư và la đà ca lưu đà di ma kiếp tăng đà bà câu la nâu lâu đà những vị đại đệ tử như thế ba hàng đại bồ tát văn thù sư đại pháp vương tử a dân đà bồ tát càng đà ha đề bồ tát thượng tinh tấn bồ tát cùng với các vị đại bồ tát như thế Như âm tinh đề hoàng nhân vân vân đại chúng cùng đến dư hôi bây giờ đứng phân bao ngày trường đào xa lễ văn rằng từ đây qua vương tây qua mười muôn ứng cõi Phật có thế giới tên là cần lạc trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay được nói pháp xa lễ phân cõi đó vì sao tên là cần lạc vì chúng sanh trong cõi đó. Vui nền nước đó tên là cần lạc xa lời Phật là trong gọi cần lạc có bảy từng bao lớn bảy từng mảnh lưới bảy từng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giám vong vi thế nền nước đó tên là cần lạc xa lời Phật là trong cõi cần lạc có ao bằng bảy chân bao trong ao đầy dãy nước đô tám công đức đây ao thường dùng các vàng trái làm đất vàng bạc lưu lấy pha lê Bốn bên ao trên tìm đường có đầu ga cung điêu nghiêm sức bằng vàng bạc lũ ly và lê xa cự xích châu ma náo trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh sắc vàng. Đò thời ánh sáng đò sáng trắng thời ánh sáng trắng bao nhiệm thơm tho trong sành xa lợi phát coi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ngay xa lợi phát lại trong coi nước của đấng phân đó thượng trọi nhạc trời đất vàng vàng rồng ngày đêm sáu thời rưỡi hoa chơi mang đa la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tốt. Phật ở vương an đến giờ an liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân coi nước cần lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy lấy nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp là thường não chim bạch hà khổng tứ canh vỏ xa lời ca lăng thần già cổng mang những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hoa nha tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực Quang quang dung dành trong gọi đó nghe tiếng chim sông đây đều niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xa lời vấn ông cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra vì sao vì coi cô đứng phân đó không có ba đường dự xa lời phân coi cô Đức Phật đó tên đường dự còn không có huống gì lại có sự thật những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho thiên pháp được tiên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Nhờ tội đồng gan hàng gây bao và đồng mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thi như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xa lời Phật coi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ngay xa lời Phật nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xa lời Phật.
sanh giới vô lượng soi số ca coi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A Di Đà Xá Lợi Phất, Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiểu là A Di Đà Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lai đến nay đã được mười kiếp Xá Lợi Phất, lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được rằng Bồ Tát chúng cũng đồng như thế. Xa Lợi Phất, coi nước của Đức Phật đã thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa Lợi Phất, lại trong cõi cực lạc những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi chuyện, trong đó có rất nhiều vị bậc nhất sanh bồ xứ sau đó rất đông. Chẳng phải tin đêm mà biết được kỳ đệ nơi thôi. Xa Lợi Phất, chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đăng cung với căn bằng thường thiên nhân như thế. Câu hỏi một chỗ, Xa Lợi Phất, chẳng ca thể chung chúc ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa Lợi Phất, nếu ca thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà Đơn Phật đó hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tập loại thời người đó đến lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chung hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo liền được vãng sanh về cõi nước cực là của Đức Phật A Di Đà Xá Lợi Phất. Nói những lời như thế nào, có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc. Xa Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghi bàn của Đức Phật A Di Đà, phương đông cũng có Đức A Xuất Bề Phật, Tu Di Thượng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Hằng Hà Sa Số Nhân Đức Phật, như thế đều ở tại nước mình hiện ra tướng đời rộng dài. Thành toàn rằng chúng sanh ca ngươi phải nền tình kinh sừng tấn bất khả tư nghị công đức nhân thiết chư Phật so hô niệm này. Xa Lợi Phất, thế giới phương nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diêm Kim Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Ăn A Xa So Nhân Đức Phật, như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài. Mà nói lời thanh tăng ra chúng sanh ca ngơi bại nên tinh kinh sương tăng ba cả tư nghị công đức nhân thiết chư Phật do niệm này. Xa Lợi Phất, thế giới phương tây có Đức Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Trang Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bố Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, Hằng A Xa Số Nhân Đức Phật, như thế đều tại nương mình hiện ra tương lợi rộng dài chung khắp cõi tam thiên đại thiên. Mà nói lời thanh tăng rằng thành kinh sừng tấn ba cả tư nghị công đức như thế chư Phật so niệm này. Xa Lợi Phất, thế giới phương bắc có Đức Diện Kiên Phật, Tối Tăng Âm Phật, Đang Trở Phật, Nhân Sanh Phật, Giống Minh Phật, Hằng A Xa So Nhân Đức Phật, như thế đều tại nước mình hiện ra tương lợi rộng dài chùm khắp cõi tam thiên đại thiên. Mà nói lời thành thật rằng chúng sanh cả người phải nên tinh kinh sừng tấn bất cả tư nghị so niệm này. Xa Lợi Phất, thế giới phương dưới có Đức Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Trăng Phật, Tri Pháp Phật, Hằng A Xa Số Nhân Đức Phật, như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lợi rộng dài chùm khắp cõi tam thiên đại thiên. Mà nói lời thanh tăng rằng chúng sanh cả người phải nên tinh kinh sưng tăng bất khả tư nghị công đức nhân thiết chư Phật so hộ niệm này. Tụ Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kim Phật, Tật Sát Bảo Hoàng Nghiêm Thần Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Được Phật, Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Hằng A Xa Số Nhân Đức Phật, như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài chùm khắp cõi tam thiên đại thiên. Mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tinh kinh sân tán bất khả tư nghị so niệm này. Xa Lợi Phất, nơi y còn ông nghĩ như thế nào? Vì sao tên là Kinh Nhân Thiên Chư Phật so hộ niệm? Xa Lợi Phất, đi từ thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của Đức Phật, thời những thiện nam tử cung thiên nữ nhân ngày đều được tăng ca các Đức Phật hồ niệm đều được không tội chuyện nơi đạo vô thượng danh năng danh giác. Xa Lợi Phất, cha nên cả công đều phải tin nhận lời của ta và cô các Đức Phật nói. Xa Lợi Phất, sẽ ba nguyên muôn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, tại những người ấy đều đặng không tội chuyện nơi đạo vô thượng danh đặng danh giác nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về. Xa Lợi Phất, cho nên các thiện nam tử có lòng tin thôi phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xa Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghị bàn của các Đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghị bàn của ta. Mà nói lời này, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn, hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trước kiếp, trước kiến, trước phiền não, trước
mà ngài chứng được ngôi vô thượng danh đăng danh gia ngay vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này Xa Lợi Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trượt thực hành việc khó này đăng thanh bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó. Cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A-tu-la vân vân nghe lời của Đức Phật dây đeo vui mừng tính nhận đảnh lễ mà lui ra Phật nói kinh A-di-đà-ma-ha-ban-nhã-ma-la-mạn-đa tâm kinh quan từ tại Bồ-Tát hành thâm ban nhã ma la mạn đa thời chiếu kiến ngôn ấn gia công đồ nhân thế con anh bằng về sanh thân thân thì con thân thì sanh thân thân anh thân dương quân dự thì sanh lấy thân thì cha ba công thân quân sanh bằng về quân con quân thành bằng thân quân giam thì con cùng dùng vô sanh vô thọ từ ngành thân vô nhân di thi tiền thân ngay vô sanh thành đường về sanh ba vô nhân giới này chế vô y thân giới vô minh diệt vô minh thần này chế vô lao thân diệt vô lao thân thân vô khổ tâm diệt đa vô chi diệt vô thân di vô sa thân có bồ đề thân đoại bằng nhà ma la mạt đa có tâm vô quay ngại hiện ly niên đạo mầu thường câu canh như bà tam thế như hoàng y văn nhà ma la mạn đa cô đa ngà nào đa na tam biểu tam bồ đề ngõ di văn nhà ma la mạn đa thi đại thần chú thi đa minh chú thi vô thường chú thi vô đăng đăng chú năng trời nhân thi cõi chân thi quân ngơ cô thiên văn nhà ma la mạn đa chú thân thiên chú biến đế yên đế ma la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tăng bà hai yên đế yên đế nên để mà lai để mà lai tăng nhiên nam mô đề tăng bà ha nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa điên đa ta a di đà nam ma thi a di đà nam tăng ca ma thi a di đà nam thi ca năng đế a di đà nam thi ca năng đa già di đà già già na di đà ca lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa điên đa ta a di đà nam ma thi di đề na thì ca lăng đế a di đề na thì ca lăng đa ya di đề ya ya na di đà ca lợi tha ma ha nam mô a di đà ma ya na tha ya na ya na di na na a di đề na ma thi a di đề na tăng ca ma thi a di đề na thì ca lăng đế a di đề na thì ca lăng đa ya di đề ya ya na di đà ca lợi tha ma ha nam mô a di đà ma ya na tha ya na di na na a di đề na ma thi ca lăng đế a di đề na thì ca lăng đa ya di đề ya ya na di đà ca lợi tha ma ha nam mô a di đà ma ya na tha ya na di na tha a di đề na ma thi a di đề na tăng ca ma thi a di đề na thì ca lăng đế a di đề na thì ca lăng đa ya di đề ya ya na di đà ca lợi tha ma ha nam mô a di đà ma ya na tha ya na di na tha di đề na tăng ca ma thi a di đề na thì ca lăng đế a di đề na thì ca lăng đa ya di đề ya ya na di đà ca lợi tha ma ha nam mô a di đà ma ya na tha ya na di na tha a di đề na ma thi a di đề na tăng ca ma thi a di đề na thì ca lăng đế a di đề na thì ca lăng đa ya di đề ya ya na di đà ca lợi tha ba ha